lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Giờ đây chúng ta cùng tham dự vào nghi thức nhập quan cho cụ bà Kim Ngô Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Mẹ ở cùng cha. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Kinh Thánh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương nói đến người thân của chúng ta là cụ bà Ine Maria vừa qua đời. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, lạy Chúa, xin thương nghe tiếng con, giam xin Chúa lắng tai nhân lời con vang Ngài. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ.
để chúng con luôn tin sợ Ngài. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa, hồn con trông cậy ở lời Ngài, hồn con mong đợi Chúa hơn linh gác mong trời đang đông. Hơn linh gác mong trời làm đông, Israel hãy trông đợi Chúa, bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel khỏi mọi lỗi lầm đa phạm. Phải viết sách tiên tri Isaiah: vào ngày ấy, trên núi này Chúa các đạo binh sẽ dọn chỗ cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và loại bỏ nỗi tủ hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khấn khoan lại xin Chúa dù tình thương xót, nghe tai nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ Inê Maria, mà Chúa đã truyền phai ra khỏi đời này, được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng, và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tôi sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con lại xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, con Chúa, Chúa chúng con đã chết để hủy diệt sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con lại xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với Người, để một ngày kia sau cuộc đời trong qua ngày, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Inê Maria được nghi điên muôn đời và cho ánh sáng nhận anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này, để biên chung từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa.
Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho cụ Ine Maria được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này. Để thân xác tôi tơ Chúa là cụ Ine Maria được tiên nghi trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hương tôn nhan Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cuộc sống trọn trần ai rồi hay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như con mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi đời, lòng con mãi băn khoăn. Chúa trời đêm ngày
chính quê hương mẹ hằng trong đời,
suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn. Đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi, mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn
hình bóng mẹ hiền khuất xa, hình bóng mẹ chẳng phai nhòa, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rát rào, mà sao con vẫn nghẹn ngào. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường, tụng ca danh Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con. Chúa tôi tin rằng Đấng cứu Chúa tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ Chúa và thân nhân. Giờ đây chúng tôi cũng đến để có lời chia
hay buồn và cầu nguyện cho Thiên Chúa, Thiên Chúa tha thứ những tấm lòng còn thiếu sót của bà và mong cuộc sống của bà sẽ được mở ra nơi Thiên Chúa và cầu nguyện lại cho con cháu qua những nỗi đau buồn. Xin có lời chúc ơn Chúa. Xin chia bà con và tay cận an cầu xin Chúa thân thần người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân tràn chứa trao dồi cho đã ngồi thánh đường Chúa ơi gọi con về. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an. Và trở về tới nơi mà bà được xuất phát. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện các đặc biệt cho người chị em của chúng ta. Xin Chúa lấy tình yêu từ trái tim an tâm của Chúa thanh tẩy linh hồn người chị em của chúng ta và sớm đưa người chị em của chúng ta vào trong chỗ mà Chúa đã chuẩn bị trong trái tim của Chúa ở trên trời dành cho người chị em. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân của bà Ine Maria để xin Chúa lúc này là suối nguồn của sự an ủi, nâng đỡ những người thân của bà. Và với sự ra đi của bà, chúng ta cũng được mời gọi xác tín quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời là một chỗ vĩnh cửu trong trái tim an tâm của Chúa. Để rồi những bước chân chúng ta đang lữ hành sống ở trần gian này là những bước chân chúng ta gieo rắc tình yêu mà Chúa đong đầy trong trái tim chúng ta.
sẽ khi cử hành mầu nhiệm thánh lễ và dâng người chị em của chúng ta trên bàn thờ này làm của lễ, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ hàng tật. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các tín hữu và là sự sống của những người công chính. Nhờ sự chết và phục sinh của con Chúa, chúng con đã được cứu chuộc. Xin thương xót tôi tớ Chúa là Ine Maria, được hưởng niềm vui hạnh phúc đời sau. Vì tôi tớ Chúa đã tin nhận rằng loài người sẽ sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng xóm và nhân tri cùng Chúa, hợp nhau với Chúa thắng hợp để muôn hoa muôn đời. Bài chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như nơi Adam mọi người đều phải chết, thì nơi Đức Kitô mọi người cũng được ban cho sự sống. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô vào ngày người lại đến. Đó là lời Chúa.
ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng sao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Thomas nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong trái tim thánh tâm Chúa Giêsu có nhiều chỗ ở. Và chúng ta dâng lễ lúc này cũng như những thánh lễ tiếp theo để ước mong Chúa sớm đưa người chị em của chúng ta là Ine Maria có được một chỗ vĩnh cửu trong thánh tâm trái tim Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, để đi vào trong trái tim của Thiên Chúa, chúng ta phải đi qua cánh cửa của sự chết. Như Đức Giêsu trong thân phận con người, Ngài cũng không được miễn nhiễm, được miễn trừ cái chết. Những cái chết không phải là nhất, mà chúng ta xác tín rằng đằng sau cánh cửa của sự chết đó là một quê hương khắc phục của chúng ta. Chúng ta đang sống ở trần gian này, những bước chân còn lữ hành đức tin ở dưới thế này, nhưng quê hương khắc phục là trên trời. Và Chúa Giêsu Ngài đã đi trước, Ngài đi qua cánh cửa của sự chết, rồi những ai tin vào Ngài bước qua cánh cửa ấy thì cũng sẽ đi về trời ta. Và hơn thế nữa, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, trong trái tim Chúa có rất nhiều ngăn, có rất nhiều chỗ ở, mà chỗ đó Chúa đặt, Chúa chuẩn bị cho những ai tin vào Chúa. Người chị em của chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm cuộc đời của mình ở dưới thế, và chắc chắn người chị em bà Ine Maria của chúng ta rất khao khát được ở trong trái tim của Chúa. Giờ đây bà đã hoàn tất việc đi qua cánh cửa của sự chết, còn một đoạn rất ngắn nữa thôi là ở trong trái tim của Chúa. Khát khao nơi bà Ine Maria lúc này là mãnh liệt nhất, và Chúa sẽ khỏa lấp cho những ai tin tưởng yêu mến Chúa. Còn chúng ta là những người thân yêu của bà Ine Maria, chúng ta còn ở trần gian, chúng ta còn có thể làm được việc tốt, việc thiện, hãy tiếp sức cho bà, để bà đi qua cánh cửa của sự chết rồi, bây giờ đi vào trong trái tim Chúa. Đoạn đấy còn rất ngắn, nhưng cần đến sự chia sẻ thiêng liêng của chúng ta, nhất là những người thân, con cháu của bạn. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ, đặt bà như của lễ trên bàn thờ này, để thánh thần Chúa biến đổi thánh rượu, cũng biến đổi thanh tẩy linh hồn của bà Ine Maria, và xin cho tình yêu từ trái tim Chúa cũng tăng đầy trong linh hồn bà, để bà sớm được ở trong trái tim Chúa. Và khi ở trong trái tim Chúa, xin bà cũng nghĩ đến giáo xứ và cầu nguyện cho chúng tôi. Amen. Thương con muôn đời.
bà con chị em được như Chúa là che đoàn làm trước nhờ. Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay chân để ca tụng tôn vinh dân Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là Inemadien, để khi đã được linh dược thiên quốc tẩy sạch, tôi tớ Chúa luôn được sống và được hạnh phúc trong vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là một ngôi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần hẳn qua những chúa lễ này để trở nên cho chúng con mình và không Đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi từ nguyên ông đến chim cô hình, người cầm lấy băng ta ơn bè hai và chéo cho các môn đề mà thôi. Tất cả các con thánh nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Còn lấy trên phục ba ơn trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Nhớ đến tôi tớ Chúa là Inemadien, mà hôm nay Chúa đã gọi các con đời này về với Chúa. Xin ban cho người con cả chết như con Chúa thì cũng được sống lại nhân. Xin Chúa cũng nghe anh chị em chúng con đã an nghỉ trong đêm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quý thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được bảo hôn ăn sáng tốt nhé. Chúng con này xin Chúa được xoan tất cả chúng con, cho chúng con được đọc hơn sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Phán Trăm Nam Đức Trinh Nữ, các anh tông đồ và toàn thể các thánh, xin nhờ người với người và trong người mà mọi dân sự và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn thân, trong sơ nhân của Chúa thánh thần để muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thương người đây chúng ta xem nguyện rằng lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ra sanh, được cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thầy để làm bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
Chúa hàng sống và hiền trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thì chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, lạy đấng xóa tội trần gian, cũng cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa được phục hồi nhờ các mầu nhiệm thánh, chúng con Phật quả này xin Chúa cho tôi tớ phu là Ine Maria sau khi được tẩy sạch khỏi mọi lỗi lầm đáng được hưởng học ân của sự phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta là một tên lạy cha trên tên kính để cầu nguyện cho bà Ine Maria. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhân kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Và ơn Chúa. Con xin được thay mặt cho gia đình ta quyến, xin chân thành một cha đã tạo điều kiện cho bác con được tham dự các lễ tại gia cuối trước khi phải ra đi để tìm kiếm với Thiên Chúa. Và con cũng cảm tạ cảm ơn cộng đồng các cộng đồng dân Chúa Giê-xu bị ảnh hưởng cũng như và các hội đoàn, các ông trùm và những gia đình để dâng lời tiếng hát của con. Xin cho linh hồn các con cũng như là mẹ của chúng con đi làm đi nghe Maria để có thể rất thật về tình duyên với Thiên Chúa. Một lần nữa con cũng chân thành xin thay mặt cho gia đình con chân thành cảm ơn đến tất cả các
công đại dân Chúa cũng như là chúng ta quý quý các ông cùng và các hồ đại và giáo sứ. Kính thưa toàn thể tăng quyến, ở đây xin mời tăng quyến cùng hội với các bà mẹ công giáo giáo sư tỉnh Nhân Cường đến đây để cùng chia sẻ với tăng quyến. Bà Ine Maria là một người thân trong gia đình, là một người con của giáo sư tỉnh Nhân Cường và cũng là người chị thân thương của chúng tôi. Bà đã được Chúa gọi về qua một thời gian nằm trên giường bệnh, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng qua những chữ kinh và đọc hàng ngày, đó là những đức thang giờ đây mẹ Maria đang đưa bà về hưởng nhan thánh Chúa. Và chúng tôi tin tưởng rằng qua những hy sinh của bà, Thiên Chúa sẽ dang rộng vòng tay để đón đưa bà vào hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây xin cùng mời tăng quyến cùng với hội các bà mẹ đọc kinh dâng lên Thiên Chúa. Nhân cha bà con bà thánh. Con xin được đại diện cho gia đình tăng quyến, xin chân thành cảm ơn đến các bà mẹ trong hội đồng công giáo. Lời chân thành tri ân sâu sắc và cũng nguyện xin Thiên Chúa ban đầy trải lòng ân xuống cho các bà mẹ để các bà mẹ có sức để dâng những lời kinh tiếng hát cầu nguyện cho linh hồn bác con cũng như nhiều linh hồn đang trông mong những lời kinh tiếng hát để về trình diện với Thiên Chúa, cũng như trong bài hát các bà mẹ có từng hát trong tay có gì khi nằm xuống, thì con nghĩ giờ đây trong tay của bác con cũng đã có những lời kinh cầu nguyện của các bà mẹ để về trình diện với Thiên Chúa. Con nghĩ đó là một cái sức mạnh của các bà mẹ đã tạo cho giúp cho bác con để có những cái gì đó tốt đẹp để trình diện cho trước mặt Thiên Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn đến các bà mẹ công giáo. Về của những thằng ngài, xin cha và con và thánh thần amen.
Thank you.
Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dại. Buồn ra niềm đau nhưng con vững tin, chốn ấy trời cao mai con có mẹ. Bao nhiêu năm chung ước yêu
phương chân. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm. Mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối. Một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi, lại Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Dòng đời trôi đi rồi còn lại chi, nhớ thương nhạt nhòa ngậm ngùi trong mong. Một lòng cày trông Ngài thương cứu thoát, khổ sâu quá mong ngục thù thương đau. Vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Giáo họ Thánh Vinh Xe chúng tôi sẽ làm nghi thức tổng quan
để đưa tiễn linh cữu bà Ine Maria rời khỏi căn nhà thân yêu của mình đến nhà ở tham dự thánh lễ cuối cùng của cuộc đời bà. Xin mời tăng quyến cùng hiệp ý với giáo họ chúng tôi. Nhân dân cha bà con bà thánh thần. Amen. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, một khi bị phá hủy đi, thì theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng bà Ine Maria trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Chúa nhân từ xin lắng nghe. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con trong giờ phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Chúng con này xin Chúa. Lạy Chúa, bà Ine Maria và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc bà Ine Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại bao đau thương, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của bà Ine Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nuối tiếc chuyện xa xưa, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Xin người dẫn chúng ta bước vào đường đeo bình an. Amen. Con là cát bụi, nơi bề dâu nhiều lầm lỗi sầu đau. Xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nơi bên dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ
Chúa đến nào ngờ. Trong đơn côi hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới, dã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giá từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi, con cùng về với Chúa trời. Chúng ta đi lúc này đây hãy dâng lời nguyện
để xin Chúa mới lớn nhất từ hài hòa thương tha thứ, xóa bỏ những lỗi lầm, những thiếu sót mà khi còn sống ở đời này Inemania có vấp phải, để đổi với tình thương sự thứ tha ấy cụ Inemania sớm được từ công nhàn thành Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót, xin Chúa thứ tha, để những tâm tình ý nguyện lời cầu xin của mỗi người chúng ta dâng lên Chúa, cầu cho cụ Inemania đã được Chúa nhận lời. Tôi thu nhận Hãy
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắp lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật thầy nói với các con, chủ sẽ thắp lưng đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng nhìn mặt, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa đồng đoàn phụng vụ, cách liêm là an quyến thân bằng quyến thuộc của cụ Ine Maria. Trong những tuần lễ vừa qua thì giáo xứ chúng ta liên tiếp có những đám tang cụ Đa Minh Tuận, cụ Đa Minh Thái và ông Quý, rồi hay cụ Ine Maria đây, những người lớn tuổi, hay là anh Đa Minh Tài Trung Liên và bé thơ Teresa mà chúng ta mới cử hành để ăn táng lúc 5 giờ sáng nay. Thế thì chúng ta thấy có phải cứ già, cứ lớn tuổi là mới đi không? Thưa không, thưa không phải vậy. Mà bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào chúng muốn thì chúng ta phải không nghe thôi. Nói như thế, Phaolô nói: tôi sống là Đức Kitô, mà tôi có chết cũng là Đức Kitô. Vâng, hành trình đức tin nơi dương thế của mỗi người chúng ta dài hay ngắn, nó không phải là thước đo để nói về lòng trung tín, lòng trung thành, lòng yêu mến của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng đó là giây phút chúng ta ra đi gặp gỡ Chúa, chúng ta có thanh thản, có bình an, không tràn ngập niềm vui khi gặp gỡ Chúa hay không, hay chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi đấy. Chúng ta thấy trong tin mừng, người trộm đầu trộm vui cướp cả đời chỉ ăn cướp cướp giật của người khác để sống, nhưng mà giây phút cuối đời của anh em cứ lên đến Chúa: thương Ngài, khi nào vào nước Ngài xin nhớ đến tôi. Anh em nhìn nhận con người của mình, con người tội lỗi của mình, anh xin cho thành thật xin lỗi Chúa, cũng như là xin Chúa cứu giúp anh. Và Chúa hứa ngay, tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Điều quan trọng đó là chúng ta thành công sang hồ. Vâng, chúng ta thấy tôi nhớ ông Đa Minh Quý đó, sáng hôm đó gia đình xin tôi đến để ban các bí tích, gọi là bí tích cuối đời. Và gia đình có xin tôi một cái nghi lễ gọi là xin ơn trích lành trong tay Chúa. Và đến tối hôm đó thì cụ ra đi chung bình an. Hay là cụ Ine Maria đây, hay là bé Teresa cũng vậy. Cụ Ine đây thì mới sức đầu được khoảng 2 tháng, cho nên cha phó đến để mà giải cầu kinh nghiêm, cũng như là ban bình an, chúc lành bình an để cụ gia đình. Hay là bé Teresa thì được cha phó sức đầu, cũng như là ban các bí tích cuối đời cho bé. Tôi nói như thế không có nghĩa là giây phút cuối đời như vậy thì mình mới thành công sám hối. Mới đây những người mà xin lễ hay là được lãnh các bí tích như vậy mới được cứu độ. Thưa anh chị em, đó là cái hành trình để chúng ta ra đi gặp Chúa. Còn mỗi người tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa để mà đáng được hưởng hạnh phúc tôn nhạc với Chúa hay không. Thế thì như tôi đã nói, chúng ta sống là Đức Kitô, mà có chết cũng là Đức Kitô. Không phải cái xin lễ thì mới gọi là ra đi bình an, hay là các bí tích nhận các bí tích cuối đời gọi là ra đi bình an.
mà đời sống của chúng ta, hành trình đức tin nơi dương thế của chúng ta đây, chúng ta đã sống như thế nào, sống là làm sao để mà chúng ta trở nên con cái của Chúa trong đời sống đức tin của mình. Ngay từ tấm bé chúng ta đã được chính cha mẹ của chúng ta bế đến nhà thờ để đón nhận nghi thức gọi là biết rửa tội, để trở nên con cái của Thiên Chúa, được gia nhập vào gia đình của Chúa là giáo hội. Rồi từ đó chúng ta cứ được dưỡng nuôi, cứ được hướng dẫn, cứ được chỉ dạy để rồi mỗi ngày chúng ta sống niềm tin của mình vào Chúa, chúng ta bước đi theo Chúa trong đời sống đức tin của mình. Nên con sống là Đức Kitô. Để rồi đến gần giờ phút cuối đời chúng ta ra đi cũng là Đức Kitô, là trong ý muốn, trong thanh ý của Chúa, và chúng ta đón nhận với tất cả lòng tin tưởng, sự cậy trông và phó thác vào bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Phúc Inê Maria đã trải qua hành trình làm người làm con Chúa 84 năm. Chắc hẳn rằng trong thời gian 84 năm như vậy, từ lúc được trở nên con cái của Chúa cho đến khi phụ chút hơi thở cuối cùng của trong gia đình của mình, vâng, cụ Inê Maria ra đi là trở về với Chúa, là để gặp gỡ Chúa, và đó là niềm an ủi cho chúng ta, và cũng là niềm hạnh phúc của một đời người làm con Chúa, làm người Kitô hữu. Cho gì mỗi người chúng ta đây, chúng ta thấy được cụ tấm gương của cụ Inê Maria đã sống trọn vẹn, đã gắn bó với Chúa, đã ra đi giây phút cuối đời cụ cũng đã đón nhận được sự chúc lành bình an của Chúa qua linh mục, để rồi cụ ra đi gặp gỡ Chúa, trình diện với Chúa để đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc. Xin Chúa mời ơn nhân từ hành hạ thương đón nhận cụ Inê Maria vào trong nước của Chúa, và xin Chúa cũng tiếp tục thương yêu đỡ nâng thêm sức cho những người thân yêu còn lại đang đau buồn vì sự mất mát lớn lao này, để tất cả chúng ta luôn trung thành bước đi theo Chúa trong hành trình đức tin của mình, để mỗi người chúng ta đây cũng đạt được cùng đích cứu cánh mà những người chúng ta luôn tin tưởng và hy vọng trong hành trình đức tin của mình, đó là ơn cứu độ, là sự sống đời đời trong nước của Chúa. Thank you.
chúa lễ ngày để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hầu nhiệm đức tin. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chốt tôn nhang và cung sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi không thuận mình và mong Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mê, cùng với Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tông Giám mục Giuse giao phần chúng con, Đức Cha Phụ Tái Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin thương người đến tội tớ Chúa là linh hồn cụ Ile Maria Nguyễn Thị Nhiệm, là người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, mà hôm nay chúng con cử hành lễ an táng. Xin cho người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô thì cũng được sống lại như người. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: hợp nhất theo thánh linh Chúa.
hằng sống và hiền tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Các bí tích, tẩm niệm, thánh lễ tại gia, đó
đọc bên Nga nổi cho chúng con. Đó là nghĩa cử cao đẹp. Chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria đổ tràn lòng ân Thiên Chúa xuống hai cha, ban cho hai cha hồn an sắc mặt thần khí khôn ngoan để dẫn dắt giáo xứ Việt Nam thương ngày một thăng tiến hơn. Con cảm tạ ơn hai cha. Kính thưa cộng đoàn, con cũng cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ Việt Nam thương, ban chấp hành giáo họ Giuse, bà con cô bác trong giáo họ. Con cũng cảm ơn các ca đoàn, các đoàn thể. Anh chị em, họ hàng, thân quen của gia đình chúng con, hàng xóm, bạn bè thân quen của chúng con đã đến dâng những tiếng hát lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Ine Maria là dì của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót cho linh hồn Ine Maria mau hưởng mặt Thiên Chúa. Con cũng thay mặt cho linh hồn Ine Maria sắp cho cuộc sống trần gian này có mắc lỗi lầm, những thiếu sót đã những lời nói không hay tới các bà con cô bác xa gần. Con thay mặt xin lỗi cho bà Ine Maria trong cuộc sống. Con chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân phường đã ban đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức mai táng bà Anna được thành công. Con có chúng con cảm tạ và tăng gia chúng con đồng vái tạ hai cha và tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy đơn ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang.
còn chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau ấy, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi cụ còn sống trong cuộc đời trọn vẹn này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Ine Maria được nghỉ yên muôn đời. Sau những năm dài hy sinh miệt mài,
được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên đường. Nhìn thân che và con và thân thờ Chúa ở cùng anh chị em chị em thân mến. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người chị em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em này vào lò thiêu để được thiêu thành cho bụi và trở về nguồn gốc của mình là bụi tro. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Xin mọi người đáp xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khiêm tốn thần cầu Thiên Chúa là Cha hay thương xót cho anh chị em chúng ta được chết lặng trong tay Chúa. Xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho các tôi vợ Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đón nhận việc làm các tôi vợ Chúa đã làm. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tiếc nhận các tôi vợ Chúa vào hương sư sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương xoa dịu nỗi đau buồn này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gia tăng đức tin và cung cố đức tay của những người đang thương tiếc người thân của họ vừa qua đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương nâng lòng chúng ta nên ước ao những sự trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn tiếng nơi này không còn nước mắt nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng mẫu, Chúa là chủ cả người sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ. Nhờ lời truyền cầu của toàn thể các thánh, chúng con khẩn quản nài xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đã tưởng nhớ và cầu nguyện. Điều Chúa tỏ lòng nhân từ ái tốt tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Inê Maria được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa nhân từ, xin xót thương
mà buồn